Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin thể thao 24 giờ qua của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những tin chính đáng chú ý sau. Canh bạc tất tay của ông Chu Thức tỉnh ngòi nổ văn toàn là những điểm chính bản tin ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả cùng lắng nghe. Huấn luyện viên Philip Chu luôn muốn tạo ra một guồng máy cạnh tranh nóng bỏng và quyết liệt ở đội tuyển Việt Nam, nhưng đây luôn là con dao hai lưỡi với bất kỳ chiến lược ra nào. Dù huấn luyện viên Philippe Chusier chỉ mới trải qua một giải đấu lớn cùng bóng đá Việt Nam trong 4 tháng ngồi ghế chỉ đạo, nhưng triết lý huấn luyện của nhà cầm quân người Pháp đã lộ rõ. Về mặt chuyên môn, ông Chusier tôn thờ lối chơi kiểm soát bóng, triển khai lối chơi bằng những đường truyền ở cự ly ngắn và trung bình, đồng thời chủ động gây áp lực giành quyền kiểm soát. Đây là lối chơi mang hơi thở hiện đại mà phù thủy trắng cho rằng phù hợp để đội tuyển Việt Nam đến gần hơn với nhóm đầu châu Á. Còn về huấn luyện và quản lý con người, Huấn luyện viên Chu Xe muốn tạo ra tập thể giàu tính cạnh tranh, nơi các cầu thủ đều bình đẳng về cơ hội ra sân thi đấu, dù giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế hay mới lần đầu lên đội tuyển Việt Nam. Chiến lược ra 68 tuổi đã làm việc xưa nay hiếm, đó là san phẳng ranh giới giữa đội tuyển quốc gia và U23 để các cầu thủ tập trung giáo án, yêu cầu chuyên môn tương tự nhau. Đồng thời xếp cho hai đội đối đầu nhau liên tục trong các bài tập. Thậm chí huấn luyện viên Chu còn hòa lẫn đội tuyển Việt Nam và U23 thành một khối đồng nhất để chọn lựa nhóm cầu thủ ưng ý cho các trận gặp Hồng Kông và Syria sắp tới. Các tuyển thủ quốc gia dù tên tuổi đến mấy, nếu tập luyện không đạt yêu cầu cũng phải rơi xuống nhóm 2. Dường như, với tiêu chí huấn luyện và quản trị con người đang áp dụng, huấn luyện viên Chu sẽ không vội xây dựng nhóm nòng cốt hay đóng đinh xuất đá chính cho bất kỳ cầu thủ nào. Nhà cầm quân người Pháp sẽ liên tục xáo trộn nhân sự hai đội, thử nghiệm và sàng lọc để tìm ra bộ khung tối ưu. Điểm mạnh của triết lý cao bằng đội tuyển của huấn luyện viên người Pháp là tạo ra bầu không khí cạnh tranh liên tục và không ngừng nghỉ. Các cầu thủ phải nỗ lực liên tục qua từng buổi tập, từng đợt tập trung và từng trận đấu để bảo vệ vị trí. Mọi sự chững lại hay thụt lùi của các trụ cột có thể được chấp nhận dưới thời những huấn luyện viên khác, nhưng với ông Cruyff, sự thay thế có thể diễn ra ngay lập tức. Phù thủy trắng không ngần ngại nói công phượng, Quang Hải không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Chu chọn cách đối đầu những giá trị xưa cũ. Thậm chí thách thức những yếu tố đã tạo nên bước tiến ổn định cho đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua. Với một đội tuyển đã bước qua đỉnh cao như Việt Nam, sự táo bạo và quyết đoán của huấn luyện viên Chu là rất cần thiết. Thành công của ông thầy 68 tuổi với đội tuyển Nhật Bản 23 năm trước cũng đến từ sự kiên định rắn giỏi. Ông khẳng định cầu thủ Nhật Bản đá bóng quá lý thuyết và cứng nhắc, từ đó bắt đầu cải tổ chiến thuật, tin dùng cầu thủ trẻ, thổi luồng gió mới để rồi thành công với lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, triết lý huấn luyện nào cũng có hai mặt. Sự quyết liệt của huấn luyện viên Chusie có thể thổi bùng ngọn lửa nỗ lực của cả đội. Nhưng duy trì áp lực ở cường độ thế nào cho phù hợp, mềm nắn rắn buông, tránh sức ép quá lớn trong khoảng thời gian dài khiến cầu thủ mệt mỏi là bài toán huấn luyện viên Chusie cần tính toán kỹ lưỡng. Mềm dẻo linh hoạt để phù hợp với đặc tính cầu thủ Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc kỷ luật đội tuyển, đó là thượng sách để huấn luyện viên Chu Xie đối phó với vấn đề. Ngoài ra, việc xáo trộn đội tuyển Việt Nam và U23 đòi hỏi nhà cầm quân người Pháp cần rất nhiều thời gian để định hình diện mạo ưng ý. Sự kiên định và tâm thế sẵn sàng đối đầu biến cố là tấm lá chắn để huấn luyện viên Chu Xie cùng cộng sự chuẩn bị trước sức ép dồn dập vào cuối năm nay. Khi đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu quan trọng nhất mang tên vòng loại thứ hai World Cup 2026, huấn luyện viên Chu Xie có thức tỉnh ngòi nổ Văn Toàn. Văn Toàn chưa bao giờ là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền, nhưng dưới thời huấn luyện viên Philip Chu Xie có thể sẽ khác. Khác với Quang Hải hay Công Phượng, sự có mặt của Văn Toàn trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam dường như ít gây tranh cãi hơn. Chân sút sinh năm 1996 cũng xuất ngoại, nhưng khác với hai đồng đội, Văn Toàn được thi đấu nhiều hơn. Tiền đạo mang áo số 9 đã chơi 9 trận. Việc được ra sân ở Hàn Quốc mang lại cho Văn Toàn sự tự tin cần thiết. Là một trong những cầu thủ thuộc lứa Hoàng Anh Gia Lai GMG khóa một lên đội tuyển Việt Nam sớm nhất. Nhưng Văn Toàn từng trải qua quãng thời gian chật vật với 5 năm không ghi bàn trong màu áo tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Toàn có tổng cộng 35 trận cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chỉ ghi vỏn vẹn hai bàn, Văn Toàn đá tiền đạo cánh, xong được giao vai trò quấy phá, chủ yếu bám biên để tạo khoảng trống cho đồng đội đó là điều làm giảm đi hiệu suất ghi bàn của Văn Toàn tại câu lạc bộ Seoul Land. Văn Toàn dù chưa ghi bàn nhưng đang cho thấy nguồn năng lượng dồi dào với lối chơi sông sáo, quyết tâm. Theo thống kê của Formos, chân sút sinh năm 1996 là cầu thủ có số lần giành bóng trên phần sân đối thủ nhiều nhất đội. Văn Toàn hỗ trợ tích cực trong khâu phòng ngự từ xa nên dù không có bóng, số 9 của Seoul Land vẫn đóng góp tốt vào lối chơi. Đó là mẫu cầu thủ huấn luyện viên Philippe Chusier luôn tìm kiếm nhà cầm quân người Pháp muốn áp đặt lối chơi kiểm soát bóng với sự chủ động cả khi có và không có bóng. Với khả năng chạy liên tục để pressing gây áp lực, Văn Toàn là lựa chọn đầy hứa hẹn cho ông thầy người Pháp. Huấn luyện viên Chusier nhiều khả năng vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 đã quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây. Ở SEA Games 32, U22 Việt Nam thi đấu với sơ đồ 3-4-3 trong cả 6 trận đấu. Tuy nhiên, cách vận hành của đội có điểm khác biệt đó là khi triển khai bóng, đội bóng do ông Chu huấn luyện luôn có xu hướng mở rộng biên độ theo chiều ngang để kéo giãn đội hình đối thủ. Rồi gây áp lực nhịp nhàng bằng những đường truyền ngang mở ra khoảng trống cho các mũi tấn công xuyên phá. Với một cầu thủ giỏi bứt tốc quãng ngắn và dê bóng tốt như Văn Toàn, đó là ưu thế không nhỏ. Việc được chơi nhiều hơn trong vòng cấm, thay vì phải dạt biên và thi đấu xa khung thành trong lối chơi phòng ngự phản công thuần túy trước đây dưới thời huấn luyện viên Park, sẽ là đường băng thuận lợi để văn toàn cất cánh thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay quý khán giả nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin thể thao việt nam mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại